Thưa quý vị, nằm cạnh quốc lộ 21B cách thành phố Hà Đông 5 km có một làng quê nhỏ tên gọi Huyền Kỳ. Cũng như bao làng quê khác trên đất nước Việt Nam, Huyền Kỳ đã có cho mình những nét văn hóa truyền thống độc đáo mang đầy bản sắc văn hóa dân tộc. Trong các nét văn hóa truyền thống đó, phải nói đến nhiều hơn là môn võ cổ truyền của dân tộc. Huyền Kỳ nay, xưa gọi là Huyền Kỳ Nhạc, thuộc xã Cổ Lãm, Bắc Trại, Thanh Oai. Trên quê hương Huyền Kỳ, đình, chùa và những khu di tích được Bộ Văn hóa xếp hạng, ở đây còn có những chứng tích để thấy rằng một thời đã là nơi dừng chân huấn luyện binh sĩ của vua Quang Trung chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng quét sạch quân xâm lược Mãn Thanh. Đó là những khu vườn lính, những đống giảng, đống mắm muối, cho đến nay người dân vẫn thường quen gọi. Có lẽ cũng từ đó mà những ngọn soi đường quyền đã được lưu giữ lại trên mảnh đất này. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, biến đổi của thời gian, võ cổ truyền mãi mãi vẫn được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Ngày nay, song song với sự phát triển của xã hội mà sức khỏe là vốn quý của con người và võ thuật lại là môn thể thao, rèn luyện đức tính kiên nhẫn, cơ thể tráng kiện, sức khỏe dẻo dai, khỏe để sản xuất và bảo vệ tổ quốc. Vì vậy, việc duy trì và phát triển được môn võ cổ truyền cũng là giữ gìn được bản sắc văn hóa của dân tộc. Đến nay, võ cổ truyền của Huyền Kỳ vẫn được lưu truyền qua nhiều thế hệ tập luyện. Nói đến võ cổ truyền Huyền Kỳ, không thể không nói đến các bậc tiền bối như cụ Trường Bạ, cụ Năm Quỳ, cụ Ba Pháo và nhiều cụ khác trong làng. Vào những ngày đất nước còn chia làm ba miền Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, cụ Trường đã từng đi thi đấu, cụ đã giành nhiều giải ở Bắc Kỳ. Những đường roi cướp pháp của cụ thật nhanh và mạnh, nhanh tới mức cụ có thể bắt được đầu roi của đối phương đâm tới. Mạnh tới độ cú đá làm đối phương bắn khỏi võ đài. Đã có nhiều các tay cao thủ đến thử đều phải thán phục. Danh tiếng của cụ được nhiều người biết đến. Cụ Năm Quỳ là người em thứ 5 của cụ Trường. Cụ cũng là một bậc cao thủ. Cụ đã đi thi đấu nhiều nơi nhiều giải. Đặc biệt là ở Đền Hùng Phú Thọ, cụ đã phá giải và không có đối thủ. Sau giải đó, đã có thơ viết về võ sĩ Hà Đông tặng cụ. Cụ còn là giáo viên trường võ thuật trung ương. Cụ Ba Pháo với những đường roi lắt léo nhanh mạnh, cụ cũng thi đấu và cầm nhiều giải roi trong vùng. Những thế hệ kế cận còn có các cụ như cụ Khanh, cụ Tiệp, cụ Thước. Các cụ đã góp phần giữ gìn và duy trì môn võ cổ truyền của quê hương. Cụ Khanh đến nay tuổi đã cao nhưng tinh thần và tâm huyết của cụ đối với môn võ cổ truyền của quê hương vẫn luôn thôi thúc trong lòng. Cụ cũng đã nhiều lần đi biểu diễn võ cổ truyền với tinh thần của hội người cao tuổi và cũng đã giành được nhiều giải cao. Cùng với sự phát triển đi lên của xã hội, cuộc sống của con người đòi hỏi cao hơn, việc chạy đua về kinh tế nhiều hơn, cộng với sự thâm nhập phát triển của nhiều môn phái võ khác vào nước ta. Vì vậy, việc duy trì và gìn giữ môn võ cổ truyền vốn có của quê hương đã có lúc tưởng như mai một. Thanh niên mải lo làm kinh tế và những thứ vui khác đôi khi đã không nghĩ đến quê hương mình vẫn còn có một môn võ cổ truyền độc đáo mà vô tình lãng quên. Nhưng cũng thật may, và ở đây vẫn còn có một lớp học trò của cụ Trường, tuy không nhiều nhưng họ là những người có tâm huyết vẫn tập luyện duy trì gìn giữ những tinh hoa của môn võ cổ truyền. Đó là các võ sư Vũ Công Tiến, Nguyễn Đắc Cảnh, Bùi Nguyên Khang và một số người khác. Trong cuộc sống thường ngày, tuy mỗi người mỗi nghề công việc bận rộn nhưng họ vẫn chung lòng xây dựng và duy trì được môn võ cổ truyền vào những ngày lễ hội của quê hương. Dù ai góc bể chân trời, quên sao tiếng trống rộn nơi sân đình. Là người dân Huyền Kỳ, dù có đi xa mấy cũng không thể quên được tiếng trống hội rộn rã nơi sân đình, tiếng trống thôi thúc đường quyền.
lão mai độc thọ nhất chi dinh, lưỡng túc khinh khinh tấn bộ hành. Và tiếng trống thôi thúc những đường roi, tiền đà tả hậu hoành tả hữu, trực thủ khai thành đại thế côn. Đến quê hương Huyền Kỳ vào những ngày gần lễ hội, ta mới thấy tinh thần thượng võ thôi thúc trong lòng mỗi người dân. Từ già đến trẻ, họ hăng say tập luyện để chuẩn bị cho ngày hội võ có thêm nhiều những đường quyền hay, những ngọn soi đẹp. Thật tự hào với đất võ quê hương. Cổ truyền võ có lâu đời, cha ông truyền lại ta thời phát huy, trẻ già trai gái Huyền Kỳ cùng đến hội võ còn gì vui hơn. Bảo thôi đi theo.
Xin cảm ơn các cô trong câu lạc bộ đã được. Ông ơi, đánh trống lên cho cháu. Không, đánh trống lên. Võ phải có trống như nó vui không? Soi là một nét đánh truyền thống của các cụ chúng ta ngày xưa, nhưng mà qua một thời gian chúng ta đã không được. Sau đây là tiết mục của các cháu. Xin giới thiệu hai cháu. Trẻ già trai gái mừng kỳ, cùng với mọi con thường thương. Tất cả chú xuyên là một bài quyền bao gồm các giấy tấn cơ bản, khỏe mạnh chắc chắn để làm, để rèn luyện cho sức chiến đấu dẻo dai, độ thế vững chắc, làm nền tảng cho các bài quyền sau. Vì vậy mỗi môn sinh trước khi vào tập võ cần tổ chức. Chân tay mềm dẻo nhẹ nhàng, dùng bên trong cứ đẩy lên được vượt 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 vượt. Anh làm máy, anh đang làm một chuyến kỳ máy, anh thì cầm đi bộ máy của anh phải trả cho em rồi. Tuy thế bé nhưng đường nét của chúng rất là gọn gàng, thời gian tập luyện vẫn còn rất là ngắn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
góp phần lớn của đất nước Trung Quốc để làm nền tảng thực hiện cho các đại hội thể thao có thể. Tất cả các thầy, tất cả mọi người về vị trí. Võ sĩ Lê Hùng Sơn thực hiện.
bài quyền của võ sư, bài hồng quyền là trong những bài tượng trưng của môn phái Thiếu Lâm, bài Linh Hầu Sơn. Đây là một dòng kim vật đá tiền phong, một hợp rồi. Xin trân trọng cảm ơn, xin mời huấn luyện viên về vị trí. Võ sư Bùi Thiên Tân. Thank you.
Thank you.